mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết của bộ dương này các bạn nhìn nhá. Bộ dương này nằm phía bên tay phải, nó cũng có thể nằm phía bên trên. Đấy, nằm tay phải hay nằm nếu như nằm phía bên trên nó sẽ viết biến thể như thế này, tức là nó sẽ không còn một cái nét sổ xuống phía dưới nữa, mà sổ lúc này sẽ được viết ngắn thôi các bạn nhé. Đấy, tiếp theo thì nếu như mà nó nằm phía bên phải hay nằm phía bên dưới thì nó vẫn có cái nét sổ thẳng xuống dưới nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng viết cái bộ này. Đầu tiên viết một nét chấm phía bên trên này, chấm ngắn như thế này, phải ngắn này. Đấy, có nét ngang nhá, ngang ở đây, giật nhẹ ra này. Tiếp theo ngang phần phía dưới này này. Tiếp theo sổ, và cuối cùng là một nét ngang dài như thế này. Đó, và các bạn thấy là đo là thấy khít, nó khớp ngay rồi nhá. Thì các bạn thấy là nét ngang dài kéo xuống dưới, thì các bạn nhớ là những cái nét ngang được viết nhỏ này thì các bạn sẽ nhấn ở phần hai đầu, thì nhấn ở phần hai đầu, nhưng mà nhấn không quá là rõ nhá. Không, phòng khi làm mực nó rớt ra nó sẽ làm đậm ở hai bên đầu này thì nó sẽ tạo ra. Bây giờ mình sẽ viết cho mẫu cho các bạn xem một cái chữ Hán này nhá. Các bạn viết ra các bạn sẽ thấy bất ngờ đấy. Ngang này. Ngang này. Ngang này. Sau đó dưới là một bộ đại các bạn nhá. Đó, đây chính là chữ Mỹ các bạn nhá. Chữ Mỹ tức là nó sẽ bao gồm một bộ dương và một bộ đại bên trên và bên dưới. Đấy, là sẽ tạo ra thành một chữ Mỹ nhé. Chữ Mỹ này nghĩa là xinh đẹp. Đấy, còn đây là kết cấu giữa cái nước này. Nhiều khi mình viết thư pháp thì mình sẽ viết thành cái nét sổ và cái bộ đại được viết nối vào mình nhau. Ví dụ viết thư pháp tôi viết như thế này, nối vào này. Đánh nét phẩy vào đây để thay thế cho cái nét sổ cong phẩy này các bạn nhé. Đánh nó vào thì thay thế cho nó đấy. Vì được nối vào xuống phía dưới này mà mình còn thiếu một bộ đại phía bên dưới, cho nên phải đánh nó vào đây một tí các bạn nhé. Đây là viết theo cửa.